Hello anh em đang gọi lại Full Stack. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một khái niệm gọi là Deployment Strategy, dịch ra có nghĩa là các chiến lược deploy. Thì theo như mọi người đã biết thì deploy là cách mà các bạn sẽ cập nhật những cái thay đổi đến application. Thì cách bạn deploy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự ổn định của toàn hệ thống. Ví dụ các bạn deploy nhưng không muốn phát sinh downtime, hay còn gọi là zero downtime ấy. Hay là các bạn deploy và sau khi deploy xong ấy thì application bắt đầu phát sinh lỗi và các bạn muốn roll back lại về cái trạng thái ban đầu, tức cái version trước. Thì tất cả những kiến thức này theo mình nhớ hồi đại học ấy sẽ không được đề cập tới, bởi vì đối với sinh viên ấy thì các cách deploy nó cũng không thực sự quan trọng lắm. Nhưng mà một khi các bạn đã vào môi trường làm việc thì đấy là những kiến thức mà mình nghĩ là mọi người sẽ cần phải biết và hiểu rõ để có thể vận dụng một cách hợp lý. Thì ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số cách deploy cơ bản, và chúng ta đồng thời sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái ưu điểm hoặc là những cái điểm lưu ý các bạn sẽ cần phải xem xét để có thể vận dụng những cái cách deploy này. Thì trước khi bắt đầu ấy, các bạn có thể ấn nút like và subscribe ở phía dưới để cập nhật những video mới từ mình nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Cách deploy đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu có tên là Request Deployment. Ở trong hình vẽ này chúng ta sẽ có hai version, version 1 và version 2. Version 1 là version mà chúng ta đang chạy ở trên production, còn version 2 là version mà chúng ta sẽ cần phải deploy. Về cơ chế hoạt động của cách deploy này khá là đơn giản. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải dừng tất cả các instance của application đang chạy version 1. Sau khi các bạn đã dừng xong thì các bạn mới bắt đầu deploy version 2. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ngay một cái khuyết điểm của cách deploy này là sẽ phát sinh ra downtime ở cái khoảnh khắc mà tất cả version 1 đã dừng hết và lúc này các bạn mới bắt đầu deploy version 2. Thì cái khuyết điểm này sẽ đi kèm một cái ưu điểm ấy, cách setup của cách deploy này khá là đơn giản. Và ngoài ra các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến một khái niệm gọi là backward compatibility, tức là cái độ tương thích với các version trước. Hay nói đơn giản ấy là cái application của bạn không cần phải support cả version 1 và version 2. Thì có một số cái điểm lưu ý trước khi các bạn xem xét sử dụng cách deploy này. Đầu tiên là các bạn không nên sử dụng cách deploy này với các cái task hay là workload quan trọng ở trong cái application của bạn. Thứ hai là các bạn không nên sử dụng với các cái hệ thống có SLA với metric ấy, là availability, tức là độ khả dụng của toàn hệ thống. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách deploy thứ hai nhé. Cách deploy tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu có tên là Rolling Update Deployment, hay còn có tên khác là Ramp-up Deployment. Thì ở trong cách deploy này chúng ta sẽ có hai cái version 1 và 2 cùng với một load balancer và một cái môi trường mà trong đó chúng ta đã deploy sẵn 3 cái instance chạy version 1 của application. Thì bước tiếp theo mà chúng ta sẽ cần phải làm là deploy version 2 lên bất kỳ một trong 3 cái instance này, và chúng ta sẽ phải chờ cho đến khi nào cái instance này đã sẵn sàng xử lý request thì chúng ta mới bắt đầu sửa cái setting của load balancer để bắt đầu hướng traffic tới cái instance này. Thì cái quá trình này sẽ được lặp lại với tất cả các instance còn lại ở trong hệ thống. Thì sau khi các bạn đã hoàn tất ấy, thì cái trạng thái cuối cùng mà chúng ta có là 3 instance sẽ chạy cái version 2 của application. Thì cái ưu điểm của cách deploy này đầu tiên ấy là zero downtime, tức là cái application của bạn sẽ không phát sinh ra downtime, bởi vì cái version 2 là cái version mới sẽ được deploy lần lượt vào từng instance và sẽ chỉ hướng traffic cho đến khi nào cái instance này sẵn sàng xử lý request tới từ user. Cái ưu điểm thứ hai ấy là các bạn sẽ giảm được cái rủi ro trong quá trình deploy, bởi vì nếu trong quá trình deploy mà phát sinh ra lỗi thì cái lỗi này sẽ chỉ xảy ra đối với những cái user mà traffic hay là request gửi từ cái user này được hướng tới cái instance đang chạy version 2. Cách deploy này sẽ đi kèm cái khuyết điểm như sau là quá trình rollback sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian, bởi vì sau khi các bạn deploy thành công mà mới phát hiện ra lỗi thì các bạn sẽ cần phải rollback về cái version 1 đúng không? Thì để rollback lại về version 1 thì các bạn sẽ phải tương tự là deploy cái version 1 lên từng cái instance, và cái quá trình này sẽ đòi hỏi khá tốn thời gian. Trước khi sử dụng cách deploy này các bạn sẽ cần phải lưu ý một số điểm như sau. Đầu tiên là application của bạn sẽ phải support backward compatibility, tức là sẽ phải hỗ trợ được khi mà cả version 1 và version 2 chạy song song. Vì nếu version 2 chạy ok mà version 1 chạy lỗi thì nó sẽ không có ý nghĩa gì hết. Tiếp theo là hai khái niệm Sticky Session và Connection Draining. Thì mình sẽ giải thích một chút về Sticky Session. Thì khi mà user gửi request tới application của bạn thì sẽ thông qua load balancer đúng không? Thì Sticky Session có thể xảy ra ở load balancer hoặc là application. Thì
Khi này, cái request của user hay là user này sẽ được gắn một cái session ID. Thì load balancer sẽ sử dụng cái session ID này để xử lý những cái request tới sau từ user này sẽ được hướng tới cùng đến một instance. Thì tiếp theo là connection draining. Thì khi mà cái instance đang trong quá trình xử lý một cái request thì các bạn sẽ cần phải chờ cho đến khi nào cái request này gửi xong thì mới bắt đầu thao tác tiếp theo. Đây là những điểm các bạn sẽ cần phải lưu ý trước khi xem xét sử dụng rolling update nhé. Thì đối với sticky session và connection draining, các bạn có thể Google để tìm hiểu kỹ thêm nhé. Vậy là mình đã giới thiệu xong rolling update, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách deploy tiếp theo nhé. Cách deploy thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu có tên là blue green deployment. Thì đầu tiên thì mình sẽ giải thích về cơ chế hoạt động của cách deploy này nhé. Thì giả sử các bạn có 3 instance đang chạy version 1 của application thì chúng ta sẽ gọi đây là blue deployment. Thì tiếp theo các bạn sẽ có một cái môi trường khác, các bạn sẽ deploy 3 instance nhưng 3 instance này sẽ chạy version 2 của application thì chúng ta sẽ gọi đây là green deployment. Thì tại cái thời điểm này ấy, thì traffic từ the user vẫn đang được hướng tới blue deployment, tức là 3 instance đang chạy version 1. Thì sau khi các bạn deploy xong version 2 thì các bạn sẽ kiểm tra nếu các instance ở chạy version 2 không có bug ấy và đã sẵn sàng xử lý request từ the user thì lúc này các bạn sẽ điều chỉnh load balancer để bắt đầu switch traffic từ blue deployment sang bên green deployment. Và tại thời điểm này các bạn đã kết thúc hoàn tất quá trình deploy. Thì cách deploy này sẽ đi kèm với một số cái ưu điểm như sau. Thì đầu tiên cũng như cách thứ hai là application của bạn sẽ không phát sinh ra downtime. Cái ưu điểm thứ hai của cách deploy này là quá trình rollback không tốn nhiều thời gian, bởi vì nếu phát sinh ra lỗi thì các bạn có thể rollback lại version 1 bằng cách thay đổi setting của load balancer để hướng traffic từ green deployment quay ngược trở lại blue deployment. Và thứ ba là các bạn sẽ giảm thiểu được cái rủi ro trong quá trình deploy. Đơn giản là các resource các bạn sử dụng để deploy version 1 được tách biệt với các resource sử dụng để deploy version 2. Thì cách deploy này cũng sẽ đi kèm với những cái khuyết điểm như sau. Đầu tiên là sẽ tốn tiền, bởi vì các bạn sẽ phải tốn nhân 2 tiền để duy trì hai môi trường cho blue deployment và green deployment. Thứ hai là quá trình vận hành thì sẽ hơi phức tạp so với các cách deploy khác. Thì trước khi sử dụng cách deploy này sẽ có những điểm mà các bạn sẽ cần phải xem xét như sau. Đầu tiên cũng tương tự như cách khác ấy, là backward compatibility, tức là cái application của bạn sẽ phải support hỗ trợ cả version 1 và version 2, bởi vì trong quá trình deploy thì cả hai version sẽ chạy song song với nhau. Tiếp theo là sticky session và connection draining, tức là đối với những request hiện đang được xử lý ở blue deployment thì trước khi switch sang green deployment ấy thì các bạn sẽ phải hoàn tất và kết thúc những request đấy. Ok, vậy là mình đã giải thích sơ qua về blue green deployment. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách deploy tiếp theo nhé. Cách deploy tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sẽ hơi khác một chút so với các cái deploy vừa rồi, là cách deploy này có thể được sử dụng với mục đích là test. Thì cách deploy này có tên là Canary Test, hay còn có tên khác là Canary Deployment. Thì mình sẽ giải thích về cơ chế hoạt động của cách deploy này nhé. Thì đầu tiên cũng tương tự, chúng ta sẽ có hai version 1 và 2 cùng với một load balancer, cùng với một cái môi trường mà chúng ta đã deploy sẵn 3 cái instance đang chạy version 1. Thì tiếp theo các bạn sẽ deploy version 2 lên bất kỳ một trong 3 instance này. Cùng lúc đó các bạn sẽ điều chỉnh là setting của load balancer và chỉ hướng một phần traffic tới cái instance đang chạy version 2. Lấy ví dụ, trong 100% traffic ấy, thì các bạn sẽ chỉ hướng 5% traffic tới cái instance đang chạy version 2. Sau khi đã deploy xong cái bước đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ phải bỏ ra một khoảng thời gian để theo dõi và kiểm tra xem là cái instance đang chạy version 2 có xảy ra lỗi hay không. Thì nếu xảy ra lỗi thì các bạn sẽ phải rollback và sửa cái lỗi đấy. Còn nếu không có lỗi thì các bạn sẽ có thể tăng từ 5% lên 10%, tức là tăng cái lượng traffic tới cái instance này. Thì quá trình này sẽ được lặp lại cho đến khi nào tất cả các instance của application chạy version 2 cùng với 100% traffic. Thì cách deploy này sẽ đi kèm với một số cái ưu điểm như sau. Đầu tiên là zero downtime, tức là application của bạn sẽ không phát sinh ra downtime. Tiếp theo là quá trình rollback đơn giản. Thì nếu trong quá trình deploy có lỗi, các bạn có thể rollback lại bằng cách điều chỉnh load balancer để hướng 100% traffic tới quay ngược trở lại version 1. Cái ưu điểm thứ ba là các bạn có thể test cái version mới của application bằng cách sử dụng production traffic, bởi vì có một số trường hợp là tuy rằng các bạn đã test ở môi trường staging là application của bạn không có lỗi nhưng các bạn không an tâm và các bạn muốn thử cái version mới ở trên production xem là có xảy ra lỗi hay không, thì các bạn có thể sử dụng canary test.
Thì cách deploy này cũng đi kèm với một khuyết điểm như sau là quá trình deploy khá tốn thời gian. Bởi vì cứ mỗi lần bạn thay đổi cái phần trăm traffic hướng tới instant chạy version mới ấy, thì các bạn sẽ phải cần phải bỏ ra một khoảng thời gian để test và theo dõi. Thì có thể quá trình deploy có thể tốn từ 1 ngày, 1 tuần hoặc là 1 tháng. Thì trước khi sử dụng cách deploy này, các bạn cũng sẽ phải xem xét là cái application của bạn có support được cái backward compatibility hay không, hay là sticky session. Bởi vì trong quá trình deploy thì application của bạn sẽ chạy song song hai version 1 và 2. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong về Canary Test. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách deploy tiếp theo nhé. Cách deploy thứ 5 mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sẽ hơi giống một chút so với Canary Test. Cái cách deploy này có tên là A/B Test. Các bạn có thể sử dụng cách deploy này trong trường hợp các bạn muốn so sánh hiệu quả của các implementation đối với một bài toán nào đấy, hay là các bạn muốn chứng minh một cái giả thuyết nào đấy. Thì sau khi deploy xong ấy, thì các bạn sẽ phải bỏ ra thời gian để thu nhập các cái metric hay là các kết quả của mỗi cái implementation hay là mỗi cái giả thuyết của bạn. Thì sau khi đã có cái dữ liệu này, các bạn sẽ phải đưa ra được cái kết luận cuối cùng là cái giả thuyết của bạn có đúng hay không, hay là có hiệu quả hay không, hoặc là cái implementation mới của bạn có tốt hơn cái implementation cũ hay không. Thì tiếp theo thì mình sẽ giải thích về cái cơ chế hoạt động của cách deploy này nhé. Thì đầu tiên cũng tương tự, chúng ta sẽ có hai cái version 1 và 2 cùng với một load balancer cùng với một cái môi trường mà trong đó chúng ta đã deploy sẵn một cái instance chạy version 1. Thì tiếp theo các bạn sẽ deploy thêm một cái instance chạy version 2 và cùng lúc này các bạn sẽ setup lại load balancer để chỉ hướng một phần traffic tới cái instance này. Thì cái điều kiện để hướng traffic ấy, thì các bạn có thể dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như là độ tuổi, giới tính của người dùng, hay là cái vị trí địa lý của người dùng, chẳng hạn như là ở Nhật Bản hay là ở Việt Nam, hoặc là các bạn có thể dựa trên cái user agent của browser. Có rất nhiều yếu tố các bạn có thể xem xét. Tuy nhiên ấy, cái điều kiện này các bạn sẽ phải dựa trên cái đối tượng mà các bạn muốn test cái giả thuyết của bạn, hay là cái đối tượng mà các bạn muốn test thử nghiệm cái implementation mới của bạn. Thì sau khi đã deploy xong cái bước đầu tiên này, các bạn sẽ phải bỏ ra thời gian để thu nhập các cái metric hay là các kết quả để có thể đánh giá được. Thì nếu các bạn cần thêm traffic thì các bạn có thể tăng lên 10%, 15% tùy ý để có thể đưa ra đánh giá được rõ ràng hơn. Sau khi đã đưa ra kết luận là cái version 2 có hiệu quả hay không, thì các bạn có thể tạm thời rollback lại về version 1 và bắt đầu đưa ra quyết định là có deploy version 2 lên thực tiễn hay không. Cách deploy này có một cái ưu điểm là các bạn có thể sử dụng production traffic để kiểm tra xem là cái chức năng mới có hiệu quả hay không trước khi bắt đầu đưa vào sử dụng thực tiễn. Thì trước khi lựa chọn cách này, các bạn sẽ cần phải xem xét là các bạn đã có những cái thông số cụ thể hoặc là những cái công cụ để có thể đánh giá được hiệu quả của chức năng mới hay chưa. Vì nếu các bạn không chuẩn bị đầy đủ thì các bạn sẽ không thể đánh giá được rõ ràng cái hiệu quả của chức năng mới này. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về A/B test. Cách deploy cuối cùng mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu có tên là Shadow Deployment. Thì cách deploy này có một cái điểm chung với Blue Green Deployment và Rolling Update Deployment là trong quá trình deploy các bạn sẽ phải chạy song song hai version. Thì cái điểm khác nhau duy nhất ấy là giả sử có hai cái version 1 và 2. Thì cái version 1 thì là cái version production ban đầu ấy, thì sẽ vẫn xử lý 100% traffic tới từ user. Thì tuy nhiên cái version 1 này sẽ cần phải có một cái implementation để có thể gửi cái mock traffic hoặc là làm giả cái traffic để gửi sang version 2. Và cái version 2 cũng sẽ xử lý cái request này, nhưng tuy nhiên ấy, cái version 2 sẽ không gửi cái response tới user, vì vậy sẽ không gây ảnh hưởng gì hết tới user. Thì cái version 2 này sẽ tồn tại như một cái shadow, là cái bóng của cái version 1. Thì cái ưu điểm của cái cách deploy này ấy, là các bạn có thể sử dụng production traffic để test cái hiệu quả của cái chức năng mới. Thứ hai là trong quá trình test các bạn sẽ không hề gây ra bất kỳ cái ảnh hưởng nào tới người dùng. Thứ ba, các bạn có thể giảm thiểu được cái rủi ro trong quá trình deploy. Và ngoài ra các bạn có thể kết hợp với Canary Test để có thể test được cái hiệu quả của chức năng mới. Thì trước khi sử dụng cách deploy này có một số điều các bạn cần phải xem xét như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ cần phải quản lý thêm cái môi trường chạy version 2, là cái môi trường mà xử lý cái mock request tới từ version 1. Thứ hai là các bạn sẽ cần phải có cái implementation hay là cái logic để có thể mock cái request từ version 1 và gửi sang version 2. Thứ ba, nếu cái application của bạn có kết nối với các cái third party services hay là API hoặc là có thay đổi state, thì các bạn sẽ cần phải lưu ý và xử lý những cái chỗ này ở trong cái phiên bản version 2. Ok, vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về cái Shadow Deployment. Vậy là mình đã giới thiệu tới các bạn 6 cái chiến lược deployment phổ biến nhất ở trong software development. Mỗi cách deploy sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau, và cái lựa chọn cuối cùng sẽ tùy thuộc vào cái yêu cầu của các bạn. Lấy ví dụ, các bạn muốn deploy zero downtime thì các bạn có thể xem xét sử dụng rolling update hay là blue green deployment. Hoặc là các bạn muốn test cái chức năng mới của application với cái production traffic thì các bạn có thể sử dụng canary test.
hoặc là các bạn muốn so sánh cái hiệu quả của cái chức năng mới so với chức năng cũ ấy, thì các bạn có thể sử dụng A/B test. Mình hy vọng là mọi người sau khi xem xong video này thì sẽ có được những kiến thức mới xoay quanh quá trình deploy. Thì nếu các bạn đã đi làm rồi thì mình nghĩ đây là cũng những kiến thức khá là cơ bản, và đây cũng là cơ hội để các bạn có thể ôn lại cùng mình. Thì nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và muốn cập nhật những video mới từ mình, hãy ấn nút subscribe và like ở phía dưới để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tuần tiếp theo.